Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình. Mình là Châu Già đây. Có cái đê bết kìa mọi người. Đang bay dù thấy cái đê bết mắt sáng như đèn pha mọi người ơi. Có đê bết thì xác định mọi người thục thục và thục thôi. Ôi, trong đây 43 thằng, 44 thằng mọi người ơi. Quá khủng khiếp mọi người à, gần nửa map trong đây luôn. Có đi trên đây nè, rồi lên đây, đây. Đưa đầu bà ra, đưa đầu bà ra. Đưa cái đầu bà ra, ôi cha. DB28 hả? Mạnh đó, nhưng mà không có tuổi DPS bạn ơi. Mình chưa mũ chưa giáp mọi người à, xém nó hẹo. Quá trời đông luôn mọi người à. Mà tụi nó ở dưới không mà. Có mình với thằng này trên đây à. Giờ xuống dưới chơi luôn. Ủa ai đây, đây. Ủa sao đứng đây vậy fan? Mặc bộ đồ xanh lè luôn. Phải chi nó mặc bộ đồ xanh màu băng này nữa là mình không thấy luôn á. Rồi đi xuống dưới, đi xuống dưới. Bắn quá trời bắn mọi người ơi. Lấy ít đạn 7 cái. Ô, có đi xuống gần nè. À, bắn ai vậy? Bắn ai vậy fan ơi? Tụi ở đây nè bạn ơi, cho mình xin. Chứ ngoài có, từ từ để mình bắt trong cái lâu đài một chút nha. Phải clear trong lâu đài mới đi ra ngoài được nha. Để trên lâu đài nó bắn lén người à. Ê. Loot cái gì đó bạn ơi, lộm dạng luôn. Ê, con thằng đó. Ôi trời ơi. Hên là tôi nhảy đấy. Định chơi tôi hả? Núp hả fan? Mà nếu người xem video đấy hay, cho mình xin một like một cái kênh nữa để mình có động lực mình bắn cháy hơn nữa nha mọi người ạ. À. Cảm ơn rất nhiều luôn ạ. À. Mãi yêu tất cả mọi người ạ. À. Còn mười mấy thằng trong đây thôi mọi người. Hồi nãy ha, 40 mấy thằng. Quá khủng khiếp. Ủa, có tiếng ai bò, có tiếng ai bò mọi người ạ. À. À, có thằng nào bò nè mọi người ơi. À rồi, dưới đây có mấy cái thùng gỗ mọi người ạ. À. Ở dưới đây chắc chắn luôn. Đấy trời ơi. Tay tôi thính lắm bạn ơi. Bòi chúng tôi định ke tôi chạy xuống bắn tôi hả? Đâu có dễ. Ở ngoài này đi bắn đông vui lắm nè mọi người ạ. À. Đây đang có phá thế này. Trong đây còn 12 thằng nè. Rồi trong nhà mọi người. Rồi bạn ơi yên quá đi bạn ơi. Lưu lại sẽ đến với bạn. Chính biệt. Quả luôn mọi người ạ. Banh xác. Ê, ai vậy? Cái gì bạn boss? Xong bạn rồi. Thì tôi nè bạn ơi. Rồi còn bạn kia đâu? À đây, bò đi đâu. Tôi là Châu nè bạn ơi. Bò chúng tôi lắm. Vẫn còn người mọi người ạ. Mới nghe tiếng ai bắn vector dưới đây nè. Để qua mình chết luôn mọi người. Đi lướt này chết cho kỹ nha. Đây tiếng chân trong nhà luôn. Rồi. Xác định. Một bạn thôi hả? Trên nhà đang kê nè mọi người. Rồi lên luôn. Ồ không có. À bên trái, bên phòng bên trái mọi người. Rồi đợi xíu. Di chuyển nè. Ui nó xuống trên mình. Từ từ fan ơi. Ui vô đây. À cài đạn hả? Cài đạn nè bạn ơi. Trời ơi. Nó nghe mình rút chốt nó lùa mình luôn người ơi. Ngoài có đi chân nè. Từ từ mấy anh ơi. Cho em hiểu máu cái. Trời ơi. Hên là cầm DPS luôn người ạ. Vô đây. Rồi mấy bạn kia vô đây. Ở ngoài đứng ngoài kia mình nè người ơi. Ngoài tường đứng ngoài tường chắc luôn. Đợi xíu. Ra luôn người ạ. Kề chúng tôi à. Kìa, thấy ở nhà. Ủa gì vậy, chọi lưu đạn tôi hả? Chọi lưu đạn không chết tôi là xong bạn rồi, để tôi chọi cho bạn xem. Đấy, phải như vậy. Đúng rồi bạn ơi, cho tôi gạt đi. Bên kia còn người gạt. Loot đồ nè bạn ơi. Ngon lành, còn 3 thanh niên trong đây thôi người ơi. 11 kill rồi. Ô, tôi xuống phía ngoài nữa kìa. Rồi đợi xíu tôi qua tôi góp vui liền đây mấy bạn ơi. Ô có tiếng dưng gần mình nè mọi người ạ. Có niên nào đáp dụng ngoài kia đi kìa. Để chơi gần trước. Ra đây. Ra đây trời ơi định ăn tôi hả? Dễ ăn tôi lắm bạn ơi. Ăn đạn nè bạn ơi. Ăn không? Lắm. Ngoài bắn kìa. Ra luôn. Mấy anh niên hồi sinh ở ngoài đây quá trời luôn mọi người. Không ai bay vô đây hết trơn á. Chờ chấm nè. Xong. Nhảy nè bạn ơi. Gạt luôn. Ôi núp sau gốc cây à, để mình ra luôn nha. Vẫn còn gì á, nãy nghe mấy tiếng súng bắn lận. Ôi cơm bát hồi sinh xuống, người ta bay vô khu sự kiện đi. Chắc đường bay xa bay không tới rồi nha. Bay tới ngoài đây thôi. Rồi, mấy bạn cứ bay qua đây tôi ra tôi tiếp hết. Mấy bạn ở đâu tôi cũng tiếp hết trơn á. Ủa, có nào nằm đâu có kìa mọi người á. Ở đây nằm lút đồ gì á. Ôi trời ơi. Một viên AK vô đầu nha. Sao mà chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Có tiếng bút ghi. Ồ, có ai lên đây. Đồng đội bạn hả? Kêu đồng đội bạn dưới đây. Ủa sao chạy luôn vậy? Ồ, đúng là anh em tốt người. Anh em chí cốt, cốt nào nấy lo. Có những chân gần mình nè. Rồi bạn lên đây. Tui tiếp hết bạn ơi. Xin luôn. Mới rung cái chuông người ơi. Còn 3 thằng trong đây nữa nè.
Rồi mươi, máu nước đầy đủ rồi tính tiếp nha. 15 kill rồi mươi ơi. Ồ, có tí chân này. Ồ, ai đây, ai đây, ai đây. Ơ, gì vậy vậy? Chạy đâu vậy fan? Ồ, thấy tôi rung chuông ra đây định húp đồ hả? Ai cho, ai cho? Này, có gì bắn không mươi ạ? Ốp hả? Trời ốp luôn mươi ơi. Bữa giờ không bắn ốp, nay mình sẽ vẫy ốp cho mươi xem nha. Bật thầy xà clip Việt Nam. Rồi qua đây lấy cấp 8 mươi. Nãy mới quăng cấp 8 cái đập. Rồi, đầy đủ combo mươi ạ. Quỷ diệt AK với ốp luôn nha mươi ơi. Còn chừng nữa nè. Rồi thanh niên nào đây? Thí sinh nào đây? Lên đây, lên đây. À, thí sinh boss mọi người. Cho mình xin một kill lụm bạn luôn. Ây da da da, gì vậy? Cái gì vậy bạn? Ôi trời, bắn trúng cái đít luôn kìa. Không chết, không chết. Gạt quả AK cho lành mọi người. Để dành đạn ốp lát bắn. Ngoài này có tiếng súng bắn nữa nè. Rồi ai đây, ai đây? Đợi xíu tôi ra liền, tôi ra liền. Đâu rồi bạn ơi? Tôi qua tới nè. Ok, chạy kìa, chạy kìa, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đi đâu bạn ơi? Lụm. Gạt ba luôn nè, đấy. Phải như vậy mọi người à, phải ốp là phải như vậy. Giờ mua ít đạn đi săn thôi. Ồ, dưới cái này chạy chóng cái mọi người. Rồi rồi rồi, để tôi test cái ốp bạn ơi. Chạy giống đi, đúng rồi đúng rồi. Chạy đâu bạn ơi, đấy, một viên. Ủa, đây còn hai thằng nữa. Nó phải còn thằng nữa mọi người. Còn thằng. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, nay ai nhập cháu già mọi người ơi. Chập, ôi trời trời trời. Hộp. Kẹt mà luôn, ui ui. Còn thằng ở đây nữa. Thôi xuống luôn mọi người. Bắn phí đạn lắm mọi người ạ. Ba viên ba thằng mọi người ạ. Trời ơi, bách phát bách trúng mọi người ạ. Mình nhớ mình bình thường mình vẫy ốp lỏ lắm mà ta. Nay ăn trúng gì mọi người. Vậy dính thế nhờ. Trời ơi, vậy vậy mấy bạn chịu gì nổi mọi người ạ. Gạt luôn. Còn thằng này. Ủa, T4 hả? Trời ơi. Hồi nãy mình không thấy thằng kia mọi người ạ. Mình thấy thằng đó là một viên là bốn viên clear squad mọi người ạ. Quá đỉnh luôn. Ở đây xe đây. Có người luôn kìa, có người luôn kìa. Rồi rồi rồi, tấp vô, móc ớt qua tiếp người ơi. Tàn bắn rất là bay một viên nè. Xong xong. Ba viên. Ui trời 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 trời. Bắn dính gì fan, bắn dính gì fan, đưa đâu lên. Rồi hiệu máu người ạ. Thành niên này bắn dính nha. Hôm nay cầm ớt bắn bay thế nha người ạ. 22 kill rồi, còn 22 thằng nữa người ơi. Chà, trận này nhiều kill nha. Bây giờ còn hai mấy người là nhiều kill người ạ. Chứ bình thường mình bắn tới giờ này còn có mười mấy người à. Rồi nấp rồi, nấp rồi, thanh niên hết dám đưa đầu lên người ạ. Chia xe móc lại. Được được, lấy xe đẩy qua luôn. Ui, bắn gì vậy? Bắn gì vậy? À, M24 à, đứa đâu lên. Rồi, bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây nè, ui trời trời trời. Gì vậy? Sao bụi cây? Ui trời 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 trời. Hơi sai sai rồi đó nha. Hồi nãy bắn tem kia mượt lắm mà. Rồi, để áp sát qua người ơi. Đổi vị trí, đổi vị trí. Đứng này không ổn rồi. À, M24 mà đòi chơi ốp với tôi hả? Rồi ra chơi luôn kìa, ra cận chiến luôn. Ốp đi tập mày nữa. Bắn gì vậy? Tôi qua tới đây rồi bạn ơi. Đứng đây ổn mùi ạ. Sao đẩy ở đây đẩy lên hơi trống nha. Chà, đẩy lên rất là trống mùi ạ. Thôi thôi thôi, lưu lại mùi ơi. Rồi thằng kia đâu rồi, núp đâu luôn rồi mùi ạ. Trốn đâu rồi bạn ơi. Rồi lấy xe qua chơi luôn ạ. Ke ke không phải sở trường của mình ơi. Tại nay mà cầm ớp mình mới đứng ke ke chứ bình thường là mình ban chơi tới khô máu rồi. Rồi chạy đâu, chạy đi đâu bạn ơi. Ai cho bạn chạy. Khịa tôi nó đi, khịa tôi đi. Xả tới công chuyện bằng luôn. Xả tới công chuyện bằng luôn nè. Giỡn mặt. Mời hệ tư chúng tôi. Ủa, đây có xe nè người ạ. Ồ, có người hả. Có người trên nhà. Ồ, đừng nói mấy thanh niên mới cập bát đây xong nha. Ồ, đồ quan tâm lum hết mọi người ạ. Rồi để mình lên nhà mọi người, móc ớp ra tiếp. Đứng bên đây tiểu ở nhà đó mọi người ơi. Còn có 12 viên ớp thôi. Rồi đi xuống mọi người ạ. Đứng trên sân thượng nguy hiểm lắm. Bên nhà bên đây nè, nãy mình thấy có thằng ngồi trong đó mọi người ạ. Ồ, nó không có lú ra, sao mình bắn ớp được mọi người. Thôi, để mình cho nó ăn lựu đạn nha. Kìa, lú cái súng rồi mọi người ơi. Ngồi lú cái súng rồi nè bạn ơi, xác định ăn lựu đạn no với mình. Nhà tôi không có gì ngoài lựu đạn hết bạn ơi. À dạ, né lựu đạn tốt đấy bạn. Hao lựu đạn tôi lắm rồi đó nha. Còn hai trái nè, còn hai trái nè bạn ơi. À, rồi qua luôn người ơi, không ổn rồi. Banh xác, banh xác. Khổ tiếng chừng, khổ tiếng chừng. Ai đấy? À, bạn boss. 25 kill nguyên, 11 thằng nữa. Ủa, trên kia thính đỏ kìa. Rồi để lên luôn. Đây, thính đỏ nó có ai ăn không? Có ai ăn không? Ủa, có xe lại. Ủa, mấy thằng vậy? Ủa là trời ơi, nhảy xuống trước tôi, bắn trước tôi luôn mà ăn không được tôi là xong bạn rồi.
Châu già mà cầm AK tâm rồi thì mấy bạn chỉ có xác định thôi mọi người ơi. Mình bét sấy AK tâm rồi mọi người ạ. À. Đảo thử mọi người ạ. À. Định đá xuống ăn lấy bộ giáp đó nhưng mà phải đảo thử khu này mọi người. Lỡ nhảy xuống ăn trên tay nó bắn xuống là xong luôn á, lỏ luôn á. 26 kill mọi người ạ. À. Bắn kỹ chút xíu nha. Còn 10 thằng mọi người. 36 kill đó ta. Kỷ lục của map này mình mới có 32 kill mọi người ạ. À. Mình đặt chỉ tiêu là 37 kill là mình lập kỷ lục của map này mà chưa được mọi người ạ. À. Mới có 32 kill là cao nhất kìa. Trận này có thể là được 34 35 kill á. Cố lên. Ok kìa kìa kìa, mọi người thấy không? Trên kho kìa mọi người, hai chiếc cúp bồ luôn. Nó lắc nhà mọi người thấy hai chiếc cúp bồ với có người trên đó luôn. Rồi rồi rồi. Xác định mục tiêu lên luôn người ơi. Mà nếu người xem video đấy hay mọi người cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực bắn cháy hơn nữa mọi người. Cố gắng lập kỷ lục 37 kill nha. Trận này là cao nhất là chắc 36 kill người, nhưng mà có thể là không được người ạ. À. Sợ tụi nó combat nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng trên 30 kill nha mọi người, 26 kill rồi. Lên nhà quan sát mọi người. Ô, có chiếc gần nè. Ồ, thanh niên nào đấy, thanh niên nào lên đây. Gì đấy vậy? Ủa trời gì trời. Ha, à, trời lửa nè. Rồi xong 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 bạn rồi. Con chân phía ngoài nữa. À, chắc tụi bên kho nó qua nè mọi người, nó nghe tiếng xe mình nó qua nè. Rồi bạn cho gốc cây chạy ra, gốc cây chạy ra. Chạy hả bạn ơi, có thanh niên nào chọc bơm mình nữa. Từ từ người để gạt này trước ấy, ưu tiên gạt trước. Thanh niên đó. Dạ dạ, định qua cứu mà ai cho. Còn đi chân nè, còn đi chân nè. Rồi chạy đâu? Chạy đi đâu bạn ơi. Clear luôn, ba thằng nguyện. Ủa, như đây có ai gửi tương lọc nè. Gửi tương lọc nè. Ủa, chạy chạy chạy. Rồi bạn chạy lên đây, bạn chạy lên đây luôn. Nộp mạng với ba thằng này luôn nè, lên đây. Ủa chạy, ủa chạy, ủa chạy. Dướng dướng tường nguyện. Rồi lên đây, đúng rồi. Ủa chạy, dính này, dính này, dính này. Rồi rồi. Ủa chạy luôn hả? Ủa chạy luôn, tưởng tôi tấp vô đây chơi mình chứ. Đây cửa bát mọi người. Hướng trên đầu gì nè. Đây chơi tiếp trời nè. Hai thằng nè. Ôi trời trời trời. Gì vậy? Hai thằng nè. Hãy trúng liền. Phải như vậy. Headshot nè. Ôi trời. Đưa cái đầu lên nữa. Gì vậy? Ôi sao đầu game bắn mượt lắm mà ta. Còn có 7 viên thôi người ơi. Rồi tiết kiệm đạn, tiết kiệm đạn. Tiết kiệm đạn. Có cái gì đó hơi sai sai rồi nha. Rồi vẫn còn trên đó cái người ạ. Thằng đi lấy tự độc đi đâu à? Đi đâu à? Đi đâu nè. Trời 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 trời. Còn thằng trên trời nữa. Rồi chạy lên, chạy lên, chạy lên. Chạy lên. Đấy, trúng nè. Chưa hết shot được nè. Hết shot nè. Hết đạn rồi. Ngon cái nữa. Ngon cái nữa. Rồi rồi rồi, còn ba gì người ơi, tiết kiệm, tiết kiệm. Sao đầu game bắn mượt lắm mà ta. Cú game thay lỏ hay sao trời. Ủa ai đây? Ủa ai đây? Ủa thanh niên làm gì vậy? Ủa gì ba? Ủa đừng lên đình đình bắn lén tôi hả? Ôi hắc não thật sự mọi người à. Ôi 30 kill rồi. 6 thằng nữa. Ủa thằng nào bị nắp bo kìa. Có ai nằm đây nè. Ủa hầm sát mọi người ạ. 6 thằng nữa thôi, cố lên, cố lên. Đi bo mọi người, bo về kênh trên rồi. Còn có 5 thằng mọi người ơi. 5 thằng cũng được, 35 kill mọi người ạ. Bo giật lên đồi tụi kia mọi người ạ. Tụi trên đó nó vẫn còn trên đó kìa. Giờ sao mọi người ạ. Giờ lên chơi luôn hay là tấp vô mấy khu nhà này thủ ta. Mà mình còn có ba viên đạn ốp thôi. Thôi lên chơi luôn người ạ. À. Hàng khứa này nó làm mình tốn biết bao nhiêu đạn ốp của mình rồi đó. Bắn không có nóc người ơi. Rồi để mình lên mình trận chiến cái này luôn. Hai bạn táp cái gì đó, táp cái gì đó. Tôi lên tới nè, không lo thủ đi. Kìa kìa, trên trời kìa, trên trời kìa. Rồi xuống đây. À di chuyển à, di chuyển đi đâu. Đi đâu định lấy tường lọc tẩu thoát hả? Ai cho, ai cho. Còn thằng nữa, lên luôn. Đúng rồi, lên đây, lên đây, lên. Lên đây mà kiếm mối nè bạn ơi. Bỏ nghe chưa, bỏ nghe chưa. Mốt tôi bắn ốp rồi mấy bạn phải đứng im cho tôi bắn nha. Cà thục cà ló, cà thục cà ló. Mấy bạn làm tôi tốt biết bao nhiêu đạn ốp rồi đó. Ủa sao mình gọi 2 viên vậy? Hôm nay còn 3 viên mà ta. À nãy mình bắn kia nữa mọi người ạ. Quên, còn 2 viên thôi. 3 viên với 2 viên cũng vậy mọi người, bắn có trúng đâu. Ủa, này có smoke nè. Ủa 2 thằng luôn, 2 thằng. Ủa trời 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 trời. Viên ốp cuối cùng, viên ốp cuối cùng. Viên ốp cuối cùng. Hết đạn rồi. Hình như nãy có thằng nào bắn 24 người ạ. Hồi nãy không có, không có. Vậy thằng dưới đây bắn 24 người ơi. Còn 3 thằng ở đâu người ơi, 35 kill. Đây đây, lấy 24 bắn đỡ người ơi. Hết ốp rồi. Hồi lấy xe đổ gốc luôn người ạ. Ở đây chóng quá. Lấy xe đổ gốc qua đầu chơi nó luôn nha. Mình thấy được đó 2 thằng nha. Di chuyển đâu người ơi. Hai này chung tem vậy, còn thằng lẻ hả ta. Bo đang giật vô kìa. À, tụi nó chạy kìa, tụi nó chạy dưới kìa.
chắc mình dừng ở đây đẹp không ơi, dừng ở đây ok nè. Kìa, máy ảnh kìa. Rồi thôi xong. Ừ, cái đầu lên. Ui trời. Ngon cái nữa. Vậy cậu thằng lẻ mọi người ơi. Thằng lẻ đâu ta? Bên đây hai thằng người ạ. Chơi hàng này trước mọi người. Thằng lẻ tính sao đi. Ngon cái nữa. Đấy, chúng là. Xong mày ngọt. Ui trời. Ui, có người bắt. Ui, xong lên. Ok. Ui. Trời ơi. Nó có cây kìa, mình không biết. 35 kill của tôi. Bà nội cha mày, chơi mày chơi núp vậy. Trời ơi. Lại lỏ mày ơi. Núp gốc cây mình không có thấy. Trời ơi, nó nằm nó hồi nào vậy?